Chào các bạn, trở lại với sức khỏe Health Tips. Có bạn hỏi My là bún hoặc là nui cái nào ngon mà làm bằng tự gạo lứt, tại vì bạn không có ăn được gạo trắng mà phải ăn gạo lứt. Thì ở nhà My cũng vậy đó các bạn, và My cũng đã tìm hiểu nhiều hiệu thì cuối cùng chọn cái hiệu này thì My thấy là cũng được nè. Nhưng mà nếu mà các bạn nào mà có ăn thường hơn nữa, nhiều khi bạn có tìm được cái hiệu nào tốt hơn nữa thì xin bạn cũng chia sẻ thêm ha, để My cũng muốn mình tìm cái nào ngon hơn nữa thì càng tốt hơn. Nhưng mà đối với nhà My thì cái này thì tương đối là cả nhà đều thích á. Gạo lứt mà nui hoặc là bún mà mình ăn nó không có bị bở á các bạn. Cái này có bán ở Thai Gẹt nha. Ngày hôm nay My trụng là cái nui nè, My để vào đây rồi thì mình lúc nước sôi á các bạn, thì mình để vào đây xét đồng hồ là 12 phút, tùy theo mình thích mềm ít hay nhiều ha. Thì bây giờ là nó cũng được rồi đó các bạn, mình tắt lửa ha. Xong rồi các bạn, nui ăn rất là ngon, mà các bạn làm thử đi. Nui gạo lứt thì dĩ nhiên không có bằng nuôi thường giống như là bằng bột mì, nhưng mà My tìm những cái loại mà gạo lứt á, thì My thấy cái hiệu này là nó còn dai dai được một chút, mình ăn thấy cũng được lắm. Ăn nói chung là con My ăn được á, nó không có chê. Còn những cái hiệu khác phần đông cũng hay bị chê lắm, tại vì nó bủng bủng, nó rời rời á. Cái nuôi này là được làm ở Canada nha các bạn. Thì ở trong đây là có gạo lứt nè, rồi cám với nước, chỉ như vậy thôi. Rồi My hy vọng là các bạn tìm được hiệu này nha. Và ở dưới video của My thì My cũng có để cái link của hiệu này, thì các bạn có thể nhấn vào đây tham khảo. Và ở Walmart là có, My mua ở Walmart thì thỉnh thoảng nhiều khi mua 5-7 bịch một lần luôn á.